Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ huyện ủy đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm liên quan việc người thân nhận gà giống khi không đủ điều kiện. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy Hiệp Đức thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Hữu Sơn bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, Thanh tra huyện Hiệp Đức đã có kết luận thanh tra đột xuất dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo nội dung kết luận, năm 2023, xã Bình Lâm làm chủ đầu tư dự án liên kết nuôi gà lấy thịt để tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân. Người thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật. Cụ thể, 10 hộ dân trên địa bàn xã đã được cấp 3.300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng. Hợp tác xã nông nghiệp Organic Green Nguyên Hương cung ứng con giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm cấp gà cho 10 hộ nhưng không khảo sát và công khai cho người dân biết. Hợp tác xã hợp đồng biên bản được lập sau khi đã thanh toán vốn và nhờ các hộ dân ký lại. Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm đã không giám sát việc tổ chức thực hiện dự án để xảy ra tình trạng thay đổi đối tượng và số lượng con giống cung ứng cho mỗi hộ không đúng với dự án đã được phê duyệt, tự ý chuyển con giống cho hộ khác nuôi, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, dẫn đến việc thanh toán giải ngân nguồn vốn không đúng với dự án đã được phê duyệt. Thanh tra kết luận tất cả 10 hộ dân nhận gà đều sai đối tượng, chưa đủ điều kiện hoặc không đúng với phương án phê duyệt ban đầu. Đáng chú ý, một trường hợp nhận gà giống không đúng đối tượng là bà Nguyễn Thị Hát, chị dâu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm. Bà Hát được cấp 330 con gà giống. Thanh tra huyện Hiệp Đức xác định bà Hát không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật nên không thuộc diện đối tượng ưu tiên tham gia dự án. Hộ bà Hát không có quỹ đất để làm chuồng trại. Bà Hát có tên trong danh sách thuyết minh dự án đã được huyện phê duyệt, nhưng danh sách nhận con giống lại là tên của bà Nguyễn Thị N, mẹ ruột, và cùng hộ với ông Sơn. Qua xác minh thực tế, chuồng trại và gà nuôi tại nhà bà N không đảm bảo, không có nền đệm lót sinh học theo quy định. Theo thanh tra huyện Hiệp Đức, những hạn chế khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và bà Nguyễn Xuân Định, công chức tài chính, kế toán xã Bình Lâm. Trong đó, ông Sơn, dù biết người thân trong gia đình không phải là đối tượng ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định, nhưng vẫn thống nhất hỗ trợ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn. Thanh tra huyện Hiệp Đức đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm thực trả hơn 144,2 triệu đồng vào ngân sách huyện do chi thanh toán dự án sai quy định.